Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà một căn nhà cấp 4 có 7 phòng trọ cho thuê, diện tích lớn, hẻm 580 đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, này là thành phố Thủ Đức. Đường trước ngôi nhà của mình hiện tại nó là đường 5m, ô tô 7m, 7 chỗ có thể ra vào vô tư. Sát với lại mặt tiền quốc lộ 13 ra khoảng 80m. Diện tích của ngôi nhà của mình nó là ngang 8m16, dài 33m, nở hậu 10m83. Diện tích công nhận trong sổ nó là 220m full thổ cư, ngồi ra được tặng thêm gần 80m đất ngồi sổ không được công nhận, có thể hoàn thiện để công nhận vào sổ trong sổ và lên được thêm 30m thổ cư nữa, là tổng diện tích thổ cư nó là 250m. Hiện trạng ngôi nhà của mình nó là nhà cấp 4. Ở trong ngôi nhà cấp 4 thì nó có được 5 phòng ngủ riêng biệt, vừa ở vừa cho thuê hoặc có thể là cải tạo để cho thuê đồng bộ. Phía sau mà phần đất, diện tích đất không công nhận đó, thì có 3 cái phòng trọ có lối đi riêng biệt thuận tiện để có thể là quý khách hàng và các nhà đầu tư sơn sửa lại cho thuê tiếp tục, hoặc là cải tạo nâng cấp thêm để gia tăng thêm thu nhập. Phương án tiếp theo nữa là có thể là tách thành hai thửa để tăng cái mật độ xây dựng phù hợp với lại là xây căn hộ dịch vụ cao cấp cho thuê. Thì với diện tích là ngang 8 dài 33m này, công nhận là 220m thổ cư, có thể lên thêm được 30m thổ cư nữa, thì có thể là xây dựng thêm một dãy căn hộ dịch vụ mới, một trệt, hai lầu, ba lầu ở sân thượng, để tăng tối đa cái diện tích công năng sử dụng về căn hộ dịch vụ. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất, cũng như là xem thêm những cái sản phẩm để chọn cho mình cái kênh đầu tư. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mộc Họ Riêu để nhận thêm những thông tin sớm nhất về các sản phẩm mới. Xin nhắc lại, bán nhà cấp 4, hiện trạng có 6 đến 7 cái phòng trọ đang cho thuê. Hẻm 580 đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, này là thành phố Thủ Đức. Đường trước nhà hiện tại nó là đường 5m.